khi về thăm nhà và sang lại Hàn Quốc. Có khi nào bạn mang theo thực phẩm quê nhà không? Bạn là người đang làm việc tại nông trại chăn nuôi, có khi nào bạn vào thẳng nông trại khi từ nước ngoài về không? Hàn Quốc đang ngăn chặn nguồn dịch bệnh lây nhiễm từ nước ngoài như bệnh lở mồm long móng, bệnh cúm gia cầm, bệnh sốt lợn châu Phi và đang tiến hành kiểm dịch tại cửa khẩu, sân bay hoặc cầu cảng. Đa số các loại thực phẩm chăn nuôi và quả tươi đều bị cấm mang vào Hàn Quốc. Danh mục thực phẩm chính bị cấm mang theo là các loại thịt như thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, các loại thịt gia công như thịt khô, xúc xích, giò chả, các loại nông sản như quả tươi, rau xanh, hạt khô và các loại thực vật như hạt giống, cây giống. Các loại thực phẩm như trên cũng bị cấm mang vào Hàn Quốc theo đường bưu chính quốc tế. Khi mời người thân như cha mẹ sang Hàn Quốc, cũng chú ý để không mang theo các loại thực phẩm trong danh mục bị cấm vào Hàn Quốc như thực phẩm chăn nuôi hay hoa quả tươi. Trường hợp mang theo động vật, thực phẩm chăn nuôi, thực vật mà không khai báo thì sẽ bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu won. Đối với người làm việc tại nông trại chăn nuôi, ngay sau khi nhập cảnh không được ra vào khu vực chăn nuôi, hạn chế ra vào nông trại trong vòng 5 ngày. Thay và giặt ngay quần áo mặc ở nước ngoài sau khi nhập cảnh. Hãy quản lý vệ sinh cá nhân thật cẩn thận như tắm rửa sạch sẽ. Khi làm việc tại nông trại, phải mặc quần áo bảo hộ, đi giày bảo hộ, khử trùng giày dép khi ra vào khu vực chăn nuôi. Bạn chính là nhà kiểm dịch xây dựng đất nước Hàn Quốc xanh, sạch, đẹp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin dành cho người Việt Nam di trú tại Hàn Quốc. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 tới, người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc từ 6 tháng trở lên bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế quốc gia. Các trường hợp là du học sinh, người nhập cư kết hôn sau khi nhập cảnh được đăng ký bảo hiểm y tế theo ngày đăng ký người nước ngoài. Tư cách cư trú được quản lý theo từng cá nhân, từng khu vực đăng ký, tiền bảo hiểm y tế cũng thu theo từng cá nhân. Tuy nhiên, trường hợp trẻ em dưới 19 tuổi và vợ hoặc chồng đăng ký cư trú cùng địa chỉ và muốn nộp bảo hiểm theo diện gia đình thì phải nộp trực tiếp bản xác nhận quan hệ gia đình cho cơ quan bảo hiểm y tế rồi đăng ký tham gia bảo hiểm. Tiền bảo hiểm được tính theo thu nhập và tài sản. Tiền bảo hiểm định trước được thu theo tiền bảo hiểm trung bình ở mức dưới trung bình của toàn bộ người tham gia bảo hiểm của 11 tháng trong năm trước. Khi đăng ký bảo hiểm y tế, hỗ trợ bảo hiểm y tế được thực hiện đồng nhất với người Hàn Quốc, ví dụ như nhập viện, điều trị ngoại trú, khám sức khỏe. Khi nợ tiền bảo hiểm y tế, sẽ bị hạn chế việc sử dụng cơ quan y tế. Bộ Tư pháp cũng công bố rằng đã quyết định tạo bất lợi khi xét tham gia tư cách cư trú. Việc nghĩa vụ hóa tham gia bảo hiểm y tế đã tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ học sinh người nước ngoài ngay khi chương trình chưa được thực thi. Có lẽ chúng ta nên theo dõi xem tình trạng này thay đổi sau khi thi hành như thế nào. Đài truyền hình người nước ngoài MNTV đã thực hiện các băng hình và tin tức sự việc sự kiện liên quan đến người nước ngoài. Bạn quan tâm muốn gửi tin và video, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua email hoặc điện thoại.